Vâng, chào bà con. Thì sáng hôm nay chúng ta vào thăm vườn á. Cái này thì mình mới lên khoảng 200 gốc nha bà con. Vườn ở đây á, thì mình lên từng ở đây lên giống là mình lên là móng thon nhiều nha bà con. Thì mình trang khoảng 20 gốc ghi sáo. Hiện tại ở đây thì gốc bên là mình đang ứng ở bên bờ ghi sáo nha bà con. Còn những cây bên này á, là sầu riêng móng thon ha. Thì hẳn hôm nay chạy trên đường á thì thẳng thăm cây như thế nào á thì sẽ chia sẻ bà con cái cách chăm sóc mà cho sầu riêng mới trồng thì chúng ta sẽ chăm sóc như thế nào ha bà con, và chúng ta sẽ xịt gì, và chúng ta sẽ phun gì nha, và chúng ta sẽ tưới gì để cái cây sầu riêng chúng ta được mau phát triển và được tốt ha bà con. Trước thì cái bờ này á, cái vườn này á, thì mình trồng cam sành nha bà con, thì sau này mình mới muốn cô bé vào đây thì sau này cho đắp mô và sửa bờ lại ha bà con. Thì mô đây là mình trồng cao khoảng 1,2 m nha bà con, mà hiện tại thì bà con thấy ổng ngày mưa bắt đầu nó sẽ xem xuống nha, bà con thấy thấp thật sự thì cao hơn cái mô này hiện tại bà con thấy thấp, nhưng mà thật sự là lúc đó mình trồng thì khoảng cái mô cao khoảng hơn 1,2 m nha bà con, nhờ bị rộng là khoảng 1,5 m nha, bị rộng thì vẫn còn, nhưng mà do mưa thì đất đầu chúng ta trồng thì đất nó hơi xẹp xuống nha bà con. Thì khi mà trồng xuống bà con thì ở cái này thì mình không có nhúng nha bà con, thì thông thường một hố bà con mới trồng thì thường là khi bỏ sữa dừa xong thì chúng ta sẽ lấy dùng một số loại thuốc mà ra rễ bà con để chúng ta nhúng nha, hoặc là chúng ta tưới nha bà con. Thì ở đây mình không có nhúng nha, mà mình tưới nha bà con. Khi trồng xuống cây khoảng ổn định rồi thì mình tưới nước, thì khoảng 2 ngày sau thì bắt đầu mình mới tưới dưỡng rễ nha bà con. Thì dưỡng rễ ở đây mình sử dụng là humic Mỹ nha bà con, humic Mỹ. Thì humic Mỹ thì bà con quá quen rồi ha, humic vòng phút đó bà con. Thì một 200 gốc này thì mình tưới gần khoảng 2 kg bà con, 2 kg còn dư khoảng một ít á, thì thường thường là khoảng 1,5 kg nha bà con. Thì mình tưới một cây á, thì một thùng dầu á, thì mình tưới khoảng 3 cây nha, tại vì nói chung cái mô còn mới, cái rễ nó chưa ra được các bà con, thuốc cũng không có nhiều quá bà con. Thì ở trên á, thì khi mà khoảng được 7 ngày á, thì mình sẽ kết hợp thêm một ít sâu rầy nha bà con. Rầy ở đây mình sử dụng là cái vua rầy nha bà con, gồm hai cái hoạt chất là acetamiprid và amiraluridid nha bà con, lưu dẫn và di độc nha bà con, cho nên là phòng ngừa rầy cũng khá là ổn. Và mình kết hợp thêm đó là cái lacto nha bà con. Thì lacto này đây là cái dòng amino pháp, thì chai này bà con trung bình nó có thể pha được 300 lít nước nha bà con. Thì cái lacto này thì khi bà con phun bà con có thể đối với cái tơ chúng ta thì nó còn yếu, bà con có thể kết hợp thêm một ít cumbi ha, cho đầy đủ trung bình lượng hơn, thì cái dàn lá cái cây sầu riêng chúng ta nó cũng sẽ xanh hơn nha bà con. Tại vì số một cây mới trồng thì nó còn yếu á, thì bà con phun bổ sung thêm cái vi lượng á, thì cái lá chúng ta nó sẽ xanh hơn nha, nó hạn chế dần dần lá nha, và cây chúng ta nó sẽ được nhìn nó sẽ cứng cáp hơn ha bà con. Tô này thì nó chứa hữu cơ nhiều ha bà con, thì cái cây chúng ta mới trồng xuống thì nó còn nhạy cảm, cho nên phun cái tô này nó sẽ hợp lý hơn ha bà con, thì nó cái cây chúng ta nó sẽ nhanh phát triển hơn, nó sẽ nhanh nhạy rễ và nó đi đọt nhiều hơn bà con. Thì cái tô này bà con có thể tưới cũng được nha bà con, giá thành thì nó cũng hơi cao, nhưng mà nếu mà con tưới được á thì nó sẽ rất là tốt nha, tại cái này là hữu cơ cao ha bà con. Nếu mà con tưới cây tơ thì con có thể để lỏng chút xíu thì nó sẽ giúp cái bộ rễ chúng ta phát triển nhanh ha, và cây chúng ta nó sẽ mau lại sức và nó sẽ đi đọt mau hơn, thì cây nó sẽ phát triển tốt nha bà con. Thì cái chai này mình dùng rồi ha bà con, tại vì cái chai này thì mình phun ở những cái loại cây khác nữa chứ không phải mình phun sầu riêng không, mà tại mình nhà mình cũng có dụng kỹ bà con, cho nên là mình còn một ít thì mình đem lên ở đây mình phun luôn ha bà con. Chai này mình đã phun rồi, thì vườn này mình xuống hơn gần 20 ngày bà con, cho nên là phun cũng được hai cử rồi ha. Thì cái tô này mình phun được thì vườn này thì mình phun khoảng 2 bình điện thôi bà con, khoảng 30 lít nước rồi. Thì mình phun đã được hai cử rồi, cho nên bà con thấy là cái cây bắt đầu ra đọt rồi bà con. Thì sẵn lại đây cho con xem một số cây nó bị rầy đánh cho bà con, do con chia sẻ bà con là cái phòng rầy luôn, tại vì có một số cây mà do là hiện tại bà con cũng biết là mưa rất là nhiều, cho nên mình không có phun được các bà con, cho nên là nó hơi trễ, đâm ra một số cây mà nó thơ cây mà nó mới lúc đọt của con bị rầy đánh nha. Rồi chúng ta sẽ thử nha bà con. Thì bà con biết hổm ngày mưa ha, cho nên mình cũng cái khỏe cái vụ tưới mình cũng khỏe bà con. Con thấy cây dàn lá nó cũng khá là xanh nha. Nhưng một số cây nó bắt đầu ra đọt ha. Do là gió là mà mình đã giống sẵn hết nha bà con. Và nếu như mà cái mùa này chúng ta không giống hết lỡ cái gió cái gió nó mạnh quá thì nó cũng sẽ làm gãy cái cơ sầu riêng chúng ta, nó cũng rất là uổng nha. Thấy cái bề cũng rất là đều ha, cũng khá là đẹp ha bà con. Thì trồng sầu riêng mình thì nói chung thì cũng lên sao bà con cũng không biết ăn có kịp không, nhưng mà hiện tại thì cũng cố gắng nha bà con, chăm sóc cách tốt nhất để sầu riêng nó phát triển tốt nhất nha bà con. Thì để đi tới đây thì chia sẻ bà con cái vấn đề rầy ha, rầy nấm bệnh nha bà con. Thì cái vấn đề cái tơ này bà con thấy là bà thấy một số chấm trên cái lá nè bà con, thấy không, do là giờ mưa không rầy, để mình lấy nét cho bà con xem kỹ hơn nha. Đây nha, bà con này, lá nha,
nha, bình bình nhìn là biết rồi anh em. Thì cái lá này do là còn ở lúc nhỏ mà con, do là thời điểm đó mình không rày trễ, đâm ra nó bị con gầy chích đó bà con, đâm ra nó bị một cái khóa nó mà đây nó một số cái vết nha bà con, là do này chích thúc á, sau đó nấm bệnh nó tấn công vô á. Thì cái này bà con biết điều á, thì khi chúng ta phun nấm bệnh á, phun rầy á, thì chúng ta có thể pha cộng thêm một ít là chuẩn bị của chi hết hoặc là ghi luôn nhật cho bà con, thì bà con phun lên ha, thì kết hợp sau rầy á, thì nó mấy cái lá này nó sẽ nó không có lây lan đấy bà con, và gầy nó cũng sẽ hết ha, thì nó sẽ ra lá mới, thì cái chúng ta nó sẽ khỏe lại bà con. Nhìn thì do là cái nguyên nhân là do là mưa quá cho nên là không phun được cho con không biết là khi mà trồng xuống là khoảng 10 ngày là như mưa liên tục, mưa liên tục nó không có nhiều bà con, một chút nó mưa một chút nó mưa nên là mình cũng có gì á ha, cho nên là bà con cần cẩn thận cái vấn đề này ha. Thì bà con mình có thể sử dụng là gì? Một số nấm bệnh như là MZM2 nè, hoặc là manh cuốn dép, hoặc là ghi dung dịch cũng được nha bà con, một số loại thuốc cộng đồng cũng đang được ha, để phòng ngừa nấm bệnh ở cái động mưa này nha bà con. Thì cái hiện tượng này cũng không nhiều bà con, nó cũng bị một lá rai hai cây ha, một hai cây thôi trong cái này thôi, cũng khá là ít nên cũng hết ha, thì nói chung cũng bị y ta nó bình thường như này á, thì bà con có thể là phun đất tô ha, lá già lại chúng ta phun bệnh nha bà con, và đặc biệt rai nha, ngày ở đây bà con có thể dùng người mạnh mạnh chút xíu, như cái dòng cua rầy cũng được, để cái cây sầu riêng chúng ta nó phát triển được tốt ha, nó ngừa gầy thì nó sẽ tránh được tình trạng là rụng đọt các bà con. Thì bà con lưu ý một điều là nếu như cái cây sầu riêng chúng ta mà mới trồng mà nó bị khô đọt nhiều các bà con, nó cũng lá nhiều thì con cần cứu thêm cái bộ rễ nha, thì nó sẽ tại vì nếu mới trồng thì hiện tượng cái bộ rễ nó sẽ hơi yếu, nên các bà con thấy mà cây sầu riêng chúng ta mà nó bị nó khô đọt và rụng lá nhiều thì bà con nên tưới thuốc nấm bệnh ở dưới gốc cho nó luôn nghe bà con. Và có thể bà con có lưu ý là có thể phối hợp với một số loại thuốc tiến trùng tưới chung cũng được ha, để ngừa cái tình trạng tiến trùng và bệnh thối rễ luôn nha bà con. Và rồi thì cũng xin kết thúc video đây.